Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng Phoenix ChatGPT. Như các bạn đã biết, ChatGPT đang rất là hot hiện nay và cũng là một công cụ hỗ trợ hữu ích cho chúng ta trong quá trình tìm kiếm thông tin. Vì thế, Phoenix đã tích hợp ChatGPT vào Discord để các bạn có thể hỏi Bot AI bất cứ khi nào các bạn cần. Vậy, để sử dụng Phoenix ChatGPT thì chúng ta phải có những bước chuẩn bị như thế nào? Đầu tiên là chúng ta phải tham gia vào kênh Discord của Phoenix. Nếu các bạn chưa tham gia thì liên hệ ngay với Hana của mình để nhận link tham gia và được phân quyền nhé. Và để ChatGPT thì các bạn vào mục ChatGPT Phoenix. ChatGPT ở đây sẽ có hai loại. Thứ nhất là công khai, public. Thứ hai là riêng tư, private. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ChatGPT công khai. Chúng ta sẽ vào phần nhắn tin, bấm dấu xuyệt, chọn Public, Enter. Đây là cách các bạn báo hiệu cho ChatGPT rằng các bạn đang muốn sử dụng ChatGPT dưới hình thức công khai. Sau đó, các bạn nhấn xuyệt Chat. Ở đây, các bạn nhấn câu hỏi của mình vào, Enter. Thì sau đó, Phoenix ChatGPT sẽ hiện ra câu trả lời. Và đương nhiên, các bạn sử dụng chat công khai, cho nên tất cả các thành viên trong kênh ChatGPT Phoenix này sẽ đọc được câu hỏi và câu trả lời của các bạn. Bên cạnh đó, ChatGPT riêng tư thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Các bạn sẽ bấm xuyệt, chọn Private, Enter. Thì lúc này đây, bạn đang báo hiệu cho ChatGPT của Phoenix biết rằng bạn đang sử dụng ở chế độ riêng tư. Sau đó các bạn nhấn xuyệt chat. Rồi, nhập câu hỏi của mình vào. Enter. Thì lúc này đây, chỉ có bạn mới thấy được câu hỏi và câu trả lời. Ngoài ra, để sử dụng chế độ riêng tư, thì các bạn cũng có thể sử dụng cách sau. Các bạn vào phần Direct Message. Vào phần tìm kiếm, gõ Phoenix ChatGPT. Các bạn vào đây, nhấn xuyệt Chat. Nhấn câu hỏi của mình vào, Enter. Thì lúc này đây, chỉ bạn mới thấy được câu trả lời. Vâng, mình đã hướng dẫn các bạn ChatGPT công khai và riêng tư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.